Trường Tương Tư. Đạo diễn Trường Tương Tư bị mắng không kịp vuốt mặt, chuyện gì xảy ra? Đạo diễn Trường Tương Tư chìm top hot search sau khi phân cảnh bi kịch của Tiểu Yêu Dương Tử diễn ra trong tập phim mới nhất. Càng về giai đoạn sau, Trường Tương Tư càng lộ ra những tình tiết yếu kém gây tranh cãi, không còn nhận được sự yêu mến tuyệt đối như đầu phim. Tập 30 Trường Tương Tư diễn ra trong một những phân cảnh cao trào của phim, khi Tiểu Yêu Dương Tử bị ám sát, Đồ Sơn cảnh Đặng Vi xuất hiện chỉ kịp giữ cho nàng chút hơi tàn còn sót lại. Sau khi phim lên sóng, nhiều hot search liên quan tới tình tiết này đã xuất hiện. Có thể kể đến như Mai Lâm Tuấn Tình, diễn xuất Dương Tử xứng đáng có một hot search, diễn xuất Đặng Vi thiếu chút gì đó, đạo diễn Trường Tương Tư. Trong đó tại hot search đạo diễn Trường Tương Tư, khán giả mắng đạo diễn và bên kịch Đồng Hoa, cũng như ekip làm phim thiếu tỉ mỉ, bỏ qua một cảnh phim hay. Đáng lẽ đây là phân cảnh đầy cảm xúc của khán giả bùng nổ, thì lại bị đạo diễn quay theo kiểu cảnh vật xung quanh xuất hiện chủ yếu phần đầu của diễn viên, thay vì zoom chi tiết biểu cảm thần thái. Bên cạnh đó, nhạc phim là yếu tố quan trọng trong những cảnh thế này thì lại không xuất hiện, cho thấy dường như ekip Trường Tương Tư không hề chăm chút kỹ lưỡng cho tác phẩm. Góc quay của cảnh này còn cho khán giả cảm giác như Đồ Sơn cảnh là người phóng hỏa rừng đào. Kỹ xảo cũng là một điểm trừ của Trường Tương Tư, nếu không có diễn xuất của Dương Tử kéo lại thì cảnh quay thực sự không có gì để khen ngợi. Một số ý kiến như sau: diễn viên thì khóc như mưa, quay thì quay trên đầu, rõ ràng cảnh khóc quá trời, Tiểu Yêu dù không có ý thức vẫn rơi nước mắt theo mà không có nở một cảnh đặc tả. Xem cái hậu trường quay gần thấy Đặng Vi khóc, Dương Tử chảy nước mắt nè, khóc run bần bật, mà nên phim quay như cái quần kè. Thật ra tôi thấy đạo diễn bị mắng cũng đúng thôi, diễn viên diễn hết mình, lúc cần nồng nhạc đau thương thì không lồng. Nói chung đang tuyến tình cảm, Tiểu Yêu đưa cảm xúc lên cao trào, diễn xuất cảnh nên cũng tạm chấp nhận ba cái góc quay kỹ xảo. Nhưng cái tôi thấy thiểu nhất chính là một bản OST tại sao vậy? Đây là Kinning Park để post nhạc phim mà tụi edit chán ghê không lợi dụng gì hết.